Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Chưa ai xem. Xin chào mọi người. Giới thiệu mọi người, đây là kiểu xoăn khủng long. An tâm là không bị già nhé. Cái đầu tiên sẽ anh muốn nói mọi người là kiểu này thì an tâm mọi người là không bị già nhé. Nhớ cho sinh anh một điều là đừng không có bị già. Cứ qua sinh anh thì đảm bảo các bạn mà trẻ nhá, hân huệ làm đi em ơi nhá, trẻ lắm em ạ, không bị già đâu nhá. Ngoài kiểu này ra thì em qua bên anh còn nhiều kiểu lắm đấy. Lê Hương Giang, mặt hơi to thì làm kiểu nào em ơi, kiểu này đi Hương Giang ơi, không có bị già đâu, trẻ bồng bềnh cực kỳ luôn. Bạn nào mà chất tóc lèo tèo thì làm đi nhá, trẻ lắm luôn đấy. Linh Thủy Nguyễn, làm đi em ơi nhá. Dương Phan Thùy Hân, tóc hơi khô có làm được không? Làm được, phục hồi thêm tí là ok. Em qua bên anh làm cái gói mà được tặng cái hấp 500.000 cái là mềm ra cực kỳ luôn nhá. Đối với kiểu này thì khuôn mặt nào cũng làm được mọi người nhá. Em cười lên nào. Đúng rồi. Trang Lê, em làm đi. Phạm Nhi, uốn cụp bao nhiêu? Uốn cụp bên anh đang có mấy loại? 300, 450, 450, 700 và 1.050.000 nhé em nhé. Và em được tặng một lần hấp nhé. Đặc biệt nếu đi cùng bạn thì tặng luôn cả bạn luôn nhé. Linh gì ấy, cái gì? Linh Chen, anh làm được máy bay sang hai bên không? Bay đây em, Linh Chen ơi, bay đây nhá. Cái đấy thì đơn giản quá, anh tưởng là em bảo anh làm cái gì chứ máy bay thì gặp anh thì đúng rồi. Chuẩn luôn rồi em ơi. Hàn Huệ, mặt em nhỏ làm sao cho mặt nó to ra được không anh? Em ơi, đối với khuôn mặt nhỏ thì em phải cắt cái mái nó ngắn để cho khuôn mặt nó to, hoặc là em cắt tóc hẳn ngắn lên. Cắt ngắn hẳn lên thì khuôn mặt cực to luôn nhá. Chứ còn nếu mà đối với cái khuôn mặt mà của em nhỏ mà em cứ để cái tóc mà nó che cái má của em đi thì không bao giờ nó ngắn, không bao giờ nó tròn được em nhá. Thảo Nguyễn, chào em. Bé Bi, chào em nhá, lâu lắm không gặp bé Bi. Bao giờ anh sang Mỹ chơi nhá bé Bi nhá, gặp em. Thanh Trúc Nguyễn. Đâu nhỉ? Thanh Trúc Nguyễn. Mặt em dài hơi tròn thì lên để tóc gì anh ơi? Đây em ơi, dài tròn. Nhìn này, dài nhá. Sau đó thì cái phần má này nó còn phình nha, hiểu chưa? Vẫn để vẫn đẹp. Đây, dài xong lại tròn. Đấy, Thanh Trúc Nguyễn em để đúng như này cho anh, hoặc là em cắt tóc ngắn lên cho anh nhé. Xem nào, mặt vuông làm kiểu gì anh ơi? Bạn nào nhỉ? Bạn Thu Hương, em ơi được, kiểu này được. Thu Hương ơi, mặt vuông để được kiểu này nhá. Kiểu này rất là bồng bềnh luôn. Bạn nào thích kiểu này thì qua bên mình luôn nhá. Để chăm sóc không kìa anh? Ôi kiểu này dễ, gội đầu xong ấy. Các em nhớ là gội đầu xong các em sấy khô, sau đó thì các em buộc vào như này, túm hết ra đằng sau như này. Đấy, xong rồi nhà có cái kẹp càng cua thì buộc vào đây. Xong rồi xoắn nó vào như này. Đấy. Gội đầu xong, sấy khô, xoắn nó vào như này, xong rồi cuốn cái kẹp càng cua vào đây, ghim nó vào. Để tầm khoảng độ 10 một tiếng đi, sau đó các bạn thả nó ra cực đẹp luôn. Đây, thả ra giống như thả như này này. Nó cực bồng bềnh luôn, cái mái hất ra sau máy bay. Bạn nào có cái mái dài thì để máy bay, còn bạn nào mà có mái ngắn sẵn rồi thì để mái mưa cho nó trẻ trung. Còn bạn nào có mái mà dày hơn mái mưa thì để bằng chéo như này đều được hết. Đấy nhá. Còn không thì để máy bay kiểu như này rất là bồng bềnh luôn.
hoặc là các bạn để máy mưa, hoặc đối với cái máy dài thì chúng ta có thể để máy bay, hoặc là hất ngôi giữa như này đều được này. Nhìn này, đây, để hất ngôi giữa này, đấy, hoặc là hất sang bên này đều được hết này, rất là quyến rũ luôn. Đấy. Còn không thì lại để đúng cái kiểu của nó, rất bồng bềnh luôn nhé. Xem nào. Thảo Nguyễn ơi, em làm đi, kiểu này rất trẻ luôn đấy em nhá, Thảo Nguyễn nhá, bồng bềnh xoăn khổng lồ luôn, xoăn quả này to vật vã luôn, to cực kỳ luôn. Thanh Vân, khuôn mặt to bầu thì để mái gì cho đẹp? Thanh Vân ơi, đối với khuôn mặt to bầu thì anh khuyên em có hai để kiểu mái. Một là em để cái mái dài như này, hai em để cắt một tí cái mái mưa ở đây. Đây, cắt mái đi mưa đây, và em để hai bên này cho che hai bên má này. Chứ em đừng, nhất rất nhiều chị em phụ nữ là để cái mái là nó khuôn mặt tròn rồi xong lại để cái mái kiểu bằng chéo như này xong rồi cắt dày ịch nhờ. Thì đương nhiên là khuôn mặt các bạn càng vuông càng tròn. Có rất nhiều chị em luôn, nhớ cho Sinh Anh rằng là những bạn nào khuôn mặt tròn đừng cắt cái tóc mái dày kịch như này. Nhớ chưa, che cái trán đi xong bắt đầu là nhìn khuôn mặt nó càng lộ ra nhá, càng vuông hơn. Đấy. Thì những cái bạn nào có khuôn mặt ấy mà tròn vuông ấy thì để cái mái dài như này, sau hoặc là để cái mái mưa nhá. Làm cái kiểu này đi, trẻ lắm. Anh có cơ sở Nghệ An không ạ? Hương Hiên là có em ơi, cơ sở Nghệ An của anh là tại 180 gì nhỉ? 180 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh em nhé. Em qua đó đi, 180 Nguyễn Văn Cừ. Gì này? Hương Hà Hớn, chi nhánh Hải Phòng làm quá đẹp luôn, em qua 20 Lý Thường Kiệt nhé, đẹp lắm. Nhớ qua đấy đi nhé. Cực đẹp luôn, kiểu này anh nói với các em là chơi được một năm. Chán rô cao thì để thế nào hả anh? Đâu bạn nào? Bảo Châu Nguyễn Phúc, chán rô à? Em muốn che cái chán rô thì cắt cái mái mưa. Đấy, hoặc cái mái bằng bằng. Em hiểu không? Còn nếu em không muốn che mà em để muốn để nó lộ ra thì em để mái dài. Nếu mà em muốn che thì nhớ là để mái mưa là ok nhá. Nhưng mà thường những bạn chán rô thì nên để cái mái nào nó che che đi, như kiểu là mái chéo hoặc là mái mưa nhé. Che đi, nhìn nó đỡ rô. Anh ơi mở Cao Bằng đi. Nguyễn Trà My, em xuống Hà Nội làm cho lành. Nhá, Cao Bằng thì chắc gần Hà Nội rồi. Bạn Nhung, hay Nhung hỏi là có cơ sở Hải Phòng không kìa anh? Ồ em ơi, cơ sở Hải Phòng có nhá em ơi. Hi Nhung nhá, cơ sở Hải Phòng anh tại 20 Lý Thường Kiệt em nhá. Hiện tại Sinh Anh có 20 cơ sở rồi mọi người nhá. 20 chuẩn bị khai trương cơ sở Vũng Tàu nhá. Chuẩn bị cơ sở 21 là tại là ở Viên Chăn nào. Mọi người ở Viên Chăn nào thì qua nhá. Sao? Bên nào còn có. Heli Cường chào em. Hà Nguyễn Hà là Đà Nẵng có em ơi. Đà Nẵng là tại là 440 Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng em nhớ. Chết rồi, bao nhiêu cơ sở mình mọi người không quên mất hết rồi, không nhớ hết rồi. Nhớ là Đà Nẵng có tất cả các tỉnh lớn có hết nhá mọi người nhá. Vào xem cho mình địa chỉ nhá. Hà Nội có hai cơ sở nhá em nhá, cơ sở 1 và cơ sở 4 ở Đê Thành và Cầu Giấy, Tô Hiệu em nhé. Chi nhánh Bình Dương có nha em nhé. Cường chào em nhé. Ok, những bạn nào thích cái kiểu này thì qua luôn bên mình nhé. Cực kỳ bồng bềnh luôn, mái bay luôn, nhìn rất là cute luôn nhé. Ok, xin chào mọi người. Em chào mọi người. Mọi người.